Lại đắc được tâm không sợ hãi đối với bất cứ cảnh giới gì, lại đắc được tâm hoàng thường chỉ biết lợi ích cho thế gian, lại đắc được tâm đại dũng mãnh tràng đại trí huệ tạng, được tâm kiên cố tràng như Na La Diền, được tâm không thể cùng tận như biển chúng sinh, được tâm Na La Diền tạng không thể phá hoại được, được tâm diệt trừ các chúng ma nghiệp ma quân, được tâm không sợ hãi, được tâm đại oai đức, được tâm thường tinh tấn, được tâm đại dũng mãnh, được tâm không kinh hãi, được tâm áo giáp kim cang, được tâm các Bồ Tát tối thượng, được tâm thành tựu Phật Pháp Bồ Đề Quang Minh, được tâm thành nhất thiết trí ngồi dưới cội Bồ Đề, an trụ tất cả chánh pháp của chư Phật, tỉa các mê hoặc, được tâm thành tựu mười lực, đó là hồi hướng căn lành của Đại Bồ Tát khi Ngài bố thí tìm, vì khiến cho chúng sinh chẳng nhiễm thế gian đầy đủ tâm mười lực của Như Lai. Bồ Tát lại hy vọng chúng sinh đắc được tâm kiên cố giống như chàng Na La Diên, lại đắc được tâm đại từ bi vô cùng vô tận, nhiều giống như chúng sinh, thâm sâu vô lượng không đáy như biển cả, hạnh bố thí chẳng cùng tận, lại đắc được tâm pháp tính Na La Diên, không vật gì có thể phá hoại được, lại đắc được tâm đại dũng mãnh, có thể tiêu diệt được tất cả nghiệp ma, có thể phá trừ hết thảy ma quân, lại đắc được tâm chân lý không sợ hãi, lại đắc được tâm bình đẳng từ ái có oai đức, khiến cho người cung kính mà lại thích phục tùng, lại đắc được tâm luôn luôn biết tinh tấn tu trì chánh pháp, lại đắc được tâm dũng mãnh cứu hộ tất cả chúng sinh chẳng tiếc hy sinh thân mình, lại đắc được tâm định không kinh sợ cũng chẳng động thanh sắc, lại đắc được tâm tin áo giáp kiên cố như kim cang, lại đắc được tâm từ bi thanh tịnh giống như các Bồ Tát, lại đắc được tâm trí huệ thành tựu pháp của Phật nói và viên mãn giác đạo, lại đắc được thành tựu tâm đại trí huệ ngồi ở dưới cội Bồ Đề an trụ trong chánh pháp của chư Phật, lìa khỏi hết thảy nhiễm ô điên đảo và tất cả dụ hoặc không chánh đáng, lại đắc được thành tựu tâm mười thứ lực đại oai thần. 12 thứ tâm tối thắng ít có đó là khi Đại Bồ Tát bố thí tim, đem đủ thứ căn lành của Ngài tu tập, hồi hướng cho chúng sinh, vì hy vọng chúng sinh đều không ô nhiễm những ma bệnh không thanh tịnh của thế gian, có thể viên mãn đầy đủ 10 thứ tâm oai thần lực. Cho nên Bồ Tát ưa thích thực hành đại bố thí này. Phật tử, nếu có người đến xin ruột thận gan phổi, thì Đại Bồ Tát đều bố thí cho, như Bồ Tát Thiện Thí, Bồ Tát Hàng Ma Tự Tại Vương và vô lượng các Đại Bồ Tát khác. Khi thực hành bố thí đó, thấy người đến xin, tâm của Ngài hoan hỷ, dùng mắt từ ái quan sát vì cầu Bồ Đề, tùy theo chỗ họ cần Thầy đều bố thí cho. Trong tâm chẳng hối tiếc, quan sát thân này chẳng có bền vững, tôi phải bố thí cho họ để đổi lấy thân kiên cố. Lại nghĩ thân này cũng sẽ hư hoại, người thấy sẽ sinh nhàm chán, là thức ăn của chồn chó sói. Thân này vô thường rồi sẽ phải bỏ làm thức ăn cho loài khác không có giác trì. Các vị đệ tử của Phật, nếu như có người đến cầu xin ruột già ruột non, thận gan phổi, thì Đại Bồ Tát liền lập tức bố thí cho họ. Như thuở xưa Bồ Tát Thiện Thí, Bồ Tát Hàng Ma Tự Tại Vương và vô lượng các vị Đại Bồ Tát khác, các ngài đã từng thực hành đại bố thí này, khó xả mà xả được, khó làm mà làm được. Khi vị Đại Bồ Tát này hành bố thí, Ngài thấy người đến xin thì tâm của Ngài tràn đầy tâm hoan hỷ, dùng mắt từ ái nhìn vào nội tạng của người đến xin. Bồ Tát vì cầu đạo quả vô thượng Bồ Đề, cho nên Ngài đều tùy thuận chúng sinh, bất cứ họ cầu xin gì, Ngài đều làm cho họ được tại tâm mãn nguyện, tuyệt đối trong tâm chẳng hối tiếc. Tại sao? Vì Bồ Tát quan sát thân này chẳng bền vững, hiện tại có người cần tôi phải mau bố thí cho họ để được thân kim cang kiên cố bất hoại. Lại nghĩ đến thân thể này chuyển nhé mắt thời gian trôi qua mấy mươi năm sẽ hư hoại giữa mục, đến lúc đó ai thấy cũng đều sinh tâm nhàm chán, nếu chẳng may chết sớm bất quá làm thức ăn cho chồn, sói và chó. Thân thể này là vô thường, đến phút cuối rồi cũng phải xả bỏ, làm thức ăn cho dã thú chẳng có chi giác, chẳng bằng sớm bố thí cho người. Phật tử, khi Đại Bồ Tát quan sát như thế, biết thân vô thường, rất ô uế, nơi pháp thấu hiểu tỏ ngộ, sinh tâm đại hoan hỷ, cung kính xem người đến xin đó như bậc thiện tri thức, tùy chỗ họ cầu xin Thầy đều bố thí cho, dùng thân không bền này đổi lấy thân bền vững. Các vị đệ tử của Phật, khi vị Đại Bồ Tát đó quán tưởng như vậy, Ngài biết thân thể này là vô thường, là bốn đại già hợp mà thành, bên ngoài thì mồ hôi,
Bên trong thì tiết ra những chất ô uế hôi thối đến cực điểm. Bồ Tát có tư tưởng như thế rồi, lập tức phát nhiên hiểu ngộ chân không diệu hữu của Phật Pháp, chân chánh công đức lợi ích của sự bố thí cũng đều minh bạch triệt để. Do đó sinh ra tâm đại hoan hỷ, Ngài rất cung kính, thành khẩn chú ý, nhìn người đến xin ngũ tạng lục phủ, trong tâm lại nghĩ như vậy: vị này đến giáo hóa ta, dẫn dắt ta phát tâm Bồ Đề, thiện trí thức bảo hộ ta tu hạnh Bồ Tát, chỗ họ cần ta đều thí tặng cho họ, đem thân ưu uế không bền vững vô thường, bốn đại giả hợp hư vọng này đổi lấy pháp thân kim cang bất hoại, quang minh trí huệ biến hóa vô cùng vô tận. Phật tử, khi đại Bồ Tát bố thí như vậy, Ngài đem hết thảy căn lành hồi hướng như vậy, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân trí tạng trong ngoài đều thanh tịnh, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân phước tạng có thể nhậm trì khắp tất cả trí nguyện, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân thượng diệu, bên trong chứa hương thơm, bên ngoài phát ra quang minh, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân không lộ bụng, trên dưới ngay thẳng, trì đốt tương xứng, nguyện cho tất cả chúng sinh được thần trí huệ, dùng vị Phật Pháp thư thái dưỡng lớn, nguyện cho tất cả chúng sinh được thân vô tận, tu tập an trụ pháp tính thâm sâu. Các vị đệ tử của Phật, khi đại Bồ Tát bố thí như kinh văn đã nói ở trước, Ngài đem tất cả căn lành tu tập hồi hướng cho tất cả chúng sinh. Ngài nói: tôi nguyện cho tất cả chúng sinh đều được thân trí huệ bảo tạng, bên trong viên minh tịnh trí, bên ngoài có chút tư tưởng nhiễm ô nào, bên ngoài